Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình mới về được một cây Titanium. Tình trạng là line deal full book rất là đẹp nha. Còn đầy đủ hộp trong nè, hộp ngoài cái sổ rồi. Hộp ngoài của nó nha. Sổ nó lâu năm không muốn rớt ra ngoài luôn đó. Nó bị bung keo luôn. Thẻ của nó này nó mua năm 1000, cái này là cái cây này nó mua năm ngày 23 tháng 11 năm 1979 nha, rất là lâu rồi, 40 mấy năm, gần 50 năm này. Tình trạng rất là đẹp nha. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ giúp mình nha. Cái này nó mạ vàng trắng nha, chứ không phải mạ bạc nha. Phần lưới đờ bi vàng. Lúc mình lau thử là nếu mà chấm grana lau mà nếu mà mạ bạc á, là nó ra cái xỉn đen rất là nhiều. Cái này mạ vàng nó lau nó không có ra. Nó chỉ có nó hơi dơ dơ thôi chứ nó không có đen nha. Nếu mà mạ bạc hay là lâu lên nó đen ghê lắm, đen cái bông gòn đen dữ lắm. Đẹp hoàn hảo, không có trầy xước gì hết đó. Rất là đẹp. Về mặt bóng này nó có sức tơ nha, nhưng mà nó không có cứng. Do cái lớp mạ bóng này thì là bảo quản là nó sẽ bị sức tơ. Mình sạc ga vô đây nha. Nhà bên ngoài này nít bơm nè, mình sạc ga. Mình thay đá ở đây. Mình đẩy cái cần này theo cái mũi tên, lấy đá ra nha. Lấy thay đá ra. Mình kéo cái này nè, mình kéo cái chỗ này nè, mình nó thụt cái này vô, nó bung lên lấy cây đá nè, cây đá anh bỏ đá ra nha, mình đứng xuống thôi, đứng xuống lại dính nè, mình lấy ra mình kéo lên nè, kéo tới là bung lên nè. Đẹp như mới luôn, không có trầy xước gì hết. Cái này mình chỉnh lửa lớn nhỏ nha, ngay chỗ bánh xe đây, lửa lớn nhỏ. Lửa xiên nha, lửa nó hơi xiên. Còn mình đánh lửa đây, lửa nó nhỏ ở đây nha, hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Lâu mới về được một cây rất là đẹp, mới tinh luôn, line new Facebook nha.
Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.